Hello mọi người, kể chút xíu á về hoa hậu Pháp nha, hoa hậu nhanh nhanh á. Tưởng như khi nào ngày xưa cũng bị nịnh nọt không được, cho nên bây giờ tức tử cây cú thôi mọi người. Mọi người nghe chị em tâm sự nha. Đó. Thì ra ngày xưa cũng là fan fan ruột của cô Hằng chứ không có vừa đâu nghe. Sao giờ phản kỳ ta? Nghe đồn á là sắp tới là mở cái quỹ Hùng với ai, nó mở cái quỹ từ thiện gì đó hả? Nói nghe là chị yêu ơi, mở thì cũng tốt đó, nhưng mà nhớ là lấy tiền túi ra nha, đừng có kêu gọi nghe tèn, kêu gọi ta chữ chết nha, nghe chị nhé. Trời ơi, có cái mỏ mà kìa, đỏ chót mà nó chần bành vậy. Giờ nói cho mọi người nghe, bản thân em có làm có lỗi với mọi người chứ, mọi người có chỉ trên mặt là bạn, ok em nói nhưng mọi người vô cái trường này mọi người chửi, mọi người nhắn tin em mọi người chửi, mọi người nghĩ em có điểm mọi người không? Không có đâu nhá, em không bao giờ làm chuyện có lỗi. Đáng người ta nói là người ta đã ba triệu lẻ và người ta nói người ta tạo ra cái đầu drama là phải biết ta kiểu như thường mà trong cái chuyện không dính dáng tới mình, không ảnh hưởng đến giá cơm ăn áo của mọi người. Còn nhà có người nhắn tin gì nè, cho các bạn tẩy chay, có ngày này em làm gì vậy trời, không đáng tẩy chay em. Đúng rồi, chị tôi có làm gì đâu mà mấy ông tẩy chay, chị tôi không có chay cho mấy ông tẩy đâu nha. Mấy ông có muốn làm gì bây giờ là mấy ông biết làm gì không? Mấy ông rửa phèn cho chị tôi đi, chị tôi giờ phèn nhiều quá không có trôi hết. Trời ơi, hoa hậu danh nhân thì tèn, hoa hậu danh nhân đó. Bữa nay làm gì chị dãy dữ vậy, chắc cũng bị chửi dữ lắm rồi đúng không? Ăn không ngon ngủ không yên đúng không? Thức đêm trằn trọc khó ngủ đúng không? Mấy ông nghe chị tôi nói chưa, chị tôi là tạo cái drama đó chứ không phải là không biết đâu nghe. Mà chị ơi, em có cái thắc mắc gì nè, mà chị tạo cái drama chi mà chị báo con cháu như chị báo quá báo chưa, cái này là nổ nè đúng không, nổ nữa chứ gì, nổ với đại nổ đi, không ai nói gì đâu. Ví dụ chị nói ừ chị lỡ lên chị nổ mà chị không biết gì trơn á, chị tên lạc chị không biết gì trơn á thì không ai nói gì đâu nha. Thì chị dãy hoài người ta, chị càng dãy người ta càng chửi chị đó nha. Chuyện chị làm á đâu có ai nói sai đâu, thì chị làm đúng một số chuyện thôi, còn có một số chuyện chị ngu chị không biết gì trơn á thì người ta nói thôi đúng không. Với lại chị có cái bệnh nổ, phải chị không nổ nhưng mà chị không xạo á, nói chung là xạo á con bạc á đúng không, thì người ta đâu có nói gì đâu. Còn những chuyện chị đúng chị làm đúng cũng kệ chị đi, ai nói chị làm mấy chuyện gì kia sai đâu, thấy không? Cái này còn xài kim cương không chị? Này có xài kim cương lên mạng nói cho nè, nghe nha, giải trí lắm đó chị. Từ 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 từ